Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Kiddy Sua sure do dược phẩm quốc tế STP sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về kit đi xua -Sure cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm kit đi xua -Sure có thành phần là lysine HCI 500mg, đạm thủy phân từ sữa 400mg, enzyme piobasa 320mg, alpha amylase 250mg, inulin 120mg, sữa non 50mg, DHA 10%, 50mg, cu lạc tiên 40mg kẽm gluconate 40 mg, beta glucan 50 mg, tham ôm odunin 20 mg, cao tâm sen 20 mg, cellulase 11 mg, vitamin PP 10 mg, chiết xuất sơ di 10 mg, vitamin C 5 mg, vitamin B1 1 mg, vitamin B6 1 mg, vitamin B2 1 mg. kit đi xua được bào chế dưới dạng dung dịch uống đi xua mang lại cho người dùng công dụng bổ sung vitamin khoáng chất giúp tăng cường chuyển hóa và hấp thu dưỡng chất khắc phục tính biếng ăn phòng chống trẻ suy dinh dưỡng giúp tăng cường sức đề kháng cải thiện tầm vóc giúp trẻ ngủ ngon không chằn chọc sản phẩm dùng cho các trường hợp trẻ em tiêu hóa kém chậm hấp thu dinh dưỡng trẻ chậm lớn còi cọc gầy yếu suy dinh dưỡng còi xương trẻ ngủ kém tràn chọc hay tỉnh giấc có giấc ngủ ngắn và ngủ không sâu. trẻ em đang tuổi đi học, trẻ ở độ tuổi phát triển cần bổ sung để tăng cường thể chất, tăng cường phát triển thể chất và trí não. trẻ sức đề kháng kém, hay mắc bệnh đường hô hấp hay ốm vặt. sản phẩm xua sure được sử dụng bằng đường uống. liều lượng của xua sure được nhà sản xuất khuyên dùng như sau: trẻ không đến 24 tháng tuổi uống 10 ml trên ngày hoặc tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng. trẻ từ 2 đến 9 tuổi uống 10 ml trên lần ngày 2 lần. Trẻ trên 9 tuổi, uống 20ml trên lần, ngày 2 lần. Chống chỉ định khi sử dụng kit đi xua, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm kit đi xua đồng thời biết cách sử dụng kit đi xua -Sure sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.